chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog, người đam mê cuộc sống, người đam mê. Hôm nay giới thiệu các bạn món ăn rất là ngon luôn các bạn. Thịt heo kho ớt, con cái trắng. Cái này là bầu xào. Rồi thịt heo nè, ram mà chiên vậy? Chiên. Nè, dưa hấu nữa rồi, chân giò heo nữa. Bữa nay ăn thịnh soạn luôn quá vậy. Quá nhiều món ngon các bạn. Rồi mời các bạn ăn cơm cùng hai vợ chồng mình nha các bạn. Chiên này nha. Chiên ăn dở. Chiên à. Quá trời ngon, món ngon luôn. Chiên dầu mà. Không ngon trên đây mình gán mới được. Thôi ăn cơm đi thấu. Xài. Mấy món thì 1 món, 2 món, 3 món, 4 món, 5 món. Nó đơn giản là ngon hết rồi. Nó sao? Mà thức nó cân. Nó cân đâu mà mở hay là dầu vậy? Dầu. Nó còn mở cũng ngon, mở còn ngon. Ngon, chiên thịt. Thấu nước vô cái khô khô. Này cái này là thịt, thịt heo quay nè, bên nướng nè, chiên bên mà chiên. Rất nhẹ. Thì ngon ha. Mình cũng vậy, cho nó chân. Có đổi chiên nữa nha. Có da dục để nấu mình dùng dùng. Cái da nó chiên, mình chiên có da nó dễ nổ. Mở nhiều cũng nổ. Nó này gọi nhân ăn món trước hay gì vậy? Rồi chiên mới được nhìn chóng qua hay luôn. Có giờ ăn được ba giống cơm rồi. Sang chén, chưa chén, chịu chén. Có
có cái lỗ mà. Cái gì vậy anh? Biết đâu. Thôi cho ăn không biết ăn đâu. Ấy dạ. Bây giờ mình dọn lên đi. Cơm này, để ngồi đi, cho em mình dọn canh. Thiếu mà khô quá thật thôi vậy. Đây còn quá trời luôn mà giờ không chịu ăn nè, có miếng khô nữa các bạn. Hết rồi, hết rồi. Giờ đi đâu vậy vợ? Ăn cũng người đại bạn à vợ? Quay quá vợ ơi, bé yêu của mình đâu rồi vợ? Bé yêu của mình đâu? Bé yêu của mình đây nè. Yêu nè, con được 4 tháng mấy rồi nè. Con yêu của chồng mà không khoe sao được.